Ban Thường vụ Huyện đoàn Định Quán vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn lần thứ 8, sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Với chủ đề Thanh niên Định Quán tình nguyện, trong 6 tháng qua, Ban Chấp hành Huyện đoàn đã vận động trao tặng 300 phần quà, 70 suất học bổng, xây dựng 2 căn nhà nhân ái, tặng khu vui chơi cho trẻ em với tổng trị giá trên 330 triệu đồng. Các cơ sở đoàn trực thuộc cũng đã vận động tặng 420 phần quà, 150 suất học bổng, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.800 lượt người với tổng trị giá trên 430 triệu đồng. Cùng với đó là vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến trên 360 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu sống cứu người, vân vân.